À, Thu Phương hôm nay là trình diễn thời trang đó các bạn. Dạ. À, Thu Phương đang trình diễn thời trang cho tất cả các bạn xem. Đùng một cái bị rớt tóc rồi. Bây giờ chạy vô trong để chỉnh sửa lại. Đây là cái bếp chỗ mà để mà làm chiên cá viên đây. Quay chị luôn nghe ba Vũ ha. Hello, chào các bạn nha. Hôm nay hai chị em đi ra đây coi Vũ Thu Phương trình diễn thời trang các bạn. Hôm nay là tất cả là những người bạn của Thu Phương đều mặc những cái áo đầm thật đẹp luôn để trình diễn. Rồi có những kiểu tóc rất là đó, thấy chưa? Đi em. Quay toàn hết chưa? Hồi nãy đông lắm, chắc đi vô thay đồ hết rồi. Nay Phi Nhung mặc đồ à? Nay Phi Nhung á. Hôm nay ở đây rất là vui á, Vũ ơi. Nãy giờ Thu Phương hồi nãy giờ bị rớt tóc, mới là... chạy vô chỉnh sửa lại. Đây là nhân vật chính nè. Nhân vật chính đó. Rất đông nha mọi người hôm nay. Đông thật đông vui, mà tại vì hôm nay đông là một phần là có trình diễn thời trang nữa, thật ra mấy đông vậy. Cảm xá vô. Cô Phương xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh chị, cô dì, chú bác mà ở gần cũng như ở xa đó, thời gian qua mình đã luôn vô đây ủng hộ. Rồi hôm nay chấn động lắm, hồi đông quá thì hôm nay chú sinh nhật em rồi đó. Hôm nay là ngày em sống lại rồi. Okay, em không để mất thời gian quý vị nữa, em sẽ tặng quý vị bài hát được mang tên Ấn Độ. Kisali Baba, như dần dần xưa chiếu trên dần gian. Ali Baba. Hôm nay Alibaba vô nhà người ta dắt xe đạp ra. Alibaba. Rồi mọi người ơi, đợi chút xíu nha, em sắp quá sôi động luôn mọi người ơi. Tên gì khác khác không? Aladdin. Aladdin đàn ông mà. Ai? Công chúa chắc nghe. Ông chúa. Công chúa. À công chúa, ok vui vẻ. Lai, ai lai chị. Kiếm chỗ ngồi. Bữa nay em đúc lửa rồi, nhập quá rồi. Cảm ơn anh. Tình yêu trong lần nhất thế. Em tiếng luôn rồi mấy. Quá vui. Thì giờ cũng là mất thời gian của mọi người nữa, em sẽ không nghe ngồi mất thời gian rồi nói chắn quá.
không biết cho vừa lòng mày. Thấy tác hại cũng như lộn mèo chưa? Cảm ơn nha. Thôi đi. Ok con chụp hình. Đó bây giờ là tình hình rất là đông nha mọi người. Nghẹt cả làng góp vùng nha mọi người. Thật là đông, rất đông luôn nha các bạn, đông lắm luôn, coi như là Lan Quế Phường là nhạt hết luôn, không còn. Hello mọi người, nha đây là mọi người ơi, để người đẹp không có dành không một, quốc trường, mọi người trả đơn vị, Musa, Oshigo, bỏ Phoebe, quên tôi tưởng là trong phim qua Pokemon, đâu quá tiện. Giá hôn đang chi cho mọi người, giá hôn đây chị hộ chó rồi, giá hôn là mọi người. Đâu hôm nay quá thật là kiểu hồ lô, nghe tỉnh thằng kia. Bỏ nó buông ra đi nghe không? Đi mấy cái đẻ mới đi, thả nha. Ê, ông nội. Quậy chứng động luôn rồi. Khách mở chợ luôn. Quá đông. Nguyễn Tiểu La, Bạch Kha lại la lại la. Sáng có phở chị có cá viên chiên. Ôi chị tình yêu thương của mọi người. Lấy cho cái bớt lấy cái cục về. Lấy cái cục về đây đông quá. Kiểu đường hả? Cô chức rất là vui luôn. Đúng rồi, vui, kiểu vui, kiểu vui. Nặng quá. Ở bên đó là tối ngày con cô chức biết rồi. Rồi, con cái lắm. Bên nước ngoài con nè. Rồi, ra mua bữa ăn hộ cho cô chức luôn. Bữa khi xếm trúng mà. Trời ơi, thở hơn không? 86 nghèo. Bữa khi xếm trúng không? Trúng 200. Trúng nhiều quá. Cho mỗi đứa tờ tờ trúng, xếm nó trúng. Đúng rồi.
chị ông nội. Chồng mày kêu nè. Chồng mày. Anh Khoa. Anh Khoa chạy xe đạp rồi kìa. Chết trời anh Khoa. Anh Khoa kêu. Hôm nay không nhìn ra anh Khoa luôn á cô chứ. Giờ anh Khoa đạp xe đạp rồi kìa. Ừ, cứ bởi vì anh Khoa cái kêu xe đạp. Chứ lên, đập lên, đập xuống. Trời ơi, ghê quá à. Đi quá đi. Không có nữa. Em đây không có gì thì có. Trời biết chỉ Phi Nhung ở chợ Đông nó bán đồ ăn. Trời ơi, anh Khoa đó các bạn. Khoa. Đỡ bóp bệnh nó đóng hài với ca nhạc gì lắm. Đây là mấy cô bạn của Châu đây, Thu, Vân, Thường là bạn gọi là mấy chục năm rồi. Chết đang ngồi chơi chung mà đông từ gió nó phải à. Ba. Dạ đúng rồi. Kêu không thì ba. Trời ơi đà. Phi Nhung kêu anh ba coi Phi Nhung. Vô là chỉ có mình được ở trong đó, không người là không được vô. Cái lịch sự vô đó mà đứt hẹn. Cái đó là giống như là bắt mình đó hả? Không phải là khách sạn. Nhưng mà ý là nói là từng tầng cho có tầng. Đúng rồi, chính xác. Đó, anh Khoa đó các bạn đó. Hôm nay anh Khoa chạy trang là hôm nay là mặc áo. Anh Khoa. Kêu anh Khoa giùm coi. Thái Lan ba bốn lần nó đi coi chơi, nó chơi gì đây, nó coi chợ đó chợ đêm nữa, thấy chợ đêm bây giờ nó khác hồi xưa, nó vậy á, đẹp mà đó, các bạn thấy không là đó dừng đi lâu quá, bao nhiêu người đang gọi là ái mộ anh Khoa đó, cái này qua cái cầu này, qua cái bức đi mua đồ, qua ngoài mà nó màu đậm bình màu đi đây mà nhạc tiếng nhẹ, đúng rồi mốt mốt đêm mốt đêm mốt vậy. Cái gì em mình đây? Không, mua. Em xài quốc tế. Mua. Xin quốc tế qua. Các bạn chở đồ mà em mới xài. Em không xài quốc tế. Em xin mình sao có 3 gỡ. Thu Phương đúng nha các bạn. Hôm nay Thu Phương cải trang giống như là một cái cô gái khỏe Ấn Độ rồi đó. Không giỏi. Em giỏi, em biết mẹ. Chị giỏi biết mẹ. Hãy cô đi trình diễn thời trang nha các bạn. Ôi, nhớ công giả luôn rồi. Bữa kia Hùng đi học cổ nào. À, trộn. Quay mặt cho chị chụp cái anh Khoa kìa. Rớt vú. Rớt vú. Rớt vú. Dẹo vậy sao? Trân trọng tình yêu thương của mọi người, cá sống là nhờ nước, còn Vũ Thu Phương sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Đó thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hôm nay là ngày của cộng đồng LGBT. Đi ra ngoài đi. Lớn tiếng như vậy nha, chị bỏ về á. Cái tên dưới em cách của chị quay. Chị biết rồi, đời chị quay đi.
em đi tiếp khách đi, em nói chuyện này chuyện giúp chị gì vậy? Đi đâu được gặp chị kìa, em biết không? Xe kìa, em đừng có nghĩ quẩn giùm chị đi. Đi đâu được gặp chị kìa? Cái gì vậy? Trời ơi! Đây là anh Khoa đó nghe các bạn. Anh Khoa rất là dễ thương luôn. Bây giờ muốn phỏng vấn anh Khoa tí nha. Dạ, dạ, hôm nay chị. Anh Khoa mặc bộ đồ này là tự anh Khoa chọn hay là ai là dạ, chọn anh Khoa chọn, đó? Tự em chọn. Tự em chọn đó hả? Dạ, tự hôm nay ngày của cộng đồng của tụi em. Dạ, hôm nay là ngày trình diễn thời trang của tụi em hả? Dạ, đúng rồi. Hôm nay là ngày cộng đồng của LGBT. Dạ. Hôm nay em được đón tiếp chị với anh từ Hoa Kỳ nước ngoài về hôm chị nay Mai Châu, chị tên Mai Châu, chị Mai Châu cuộc sống Mỹ ở Cali. Dạ, em cũng kính chúc anh chị Mai Châu ở bên Hoa Kỳ đất Mỹ đã về đây thăm lại quê hương Việt Nam. Kính chúc anh chị và gia đình một ngày được nhiều sức khỏe, công việc được thành công tốt đẹp, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là mai mốt chị Mai Châu và anh chị về lại bên Mỹ, cho em gửi lời thăm tất cả đồng bào Việt Kiều bên Mỹ được nhiều sức khỏe, mọi việc được thành công. Chúc mọi người Việt Kiều, đồng bào của mình được nhiều sức khỏe bên đất Mỹ, Hoa Kỳ. Em xin phép. Chị cũng cảm ơn em rất nhiều và thay mặt những người bên nước ngoài cũng cảm ơn em trước. Hôm nay là chị cho em phép được đón tiếp chị Mai Châu. Em rất là cảm ơn cái tấm thân chân tình của chị đã từ Hoa Kỳ bay về Việt Nam để mà chung vui với tụi em ngày hôm nay. Tụi em rất là vui, nếu mà có điều chi sơ suất thì mong chị Mai Châu và gia đình của chị tha thứ cho tụi em đêm hôm nay. Cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Hôm nay là tụi em phải nói là 100% là chị rất là thích luôn, 100% là làm những cái nhưng gì mà tốt. Nhưng mà em sợ là sơ suất, tại vì ngày nay tôi nông quá, không biết ai ra ai hết, cho nên là chị Mai Châu từ bên Hoa Kỳ về em không biết. Hồi nãy chị kêu em để bằng khách, em mong chị tha thứ lỗi lầm. Không sao đâu, không sao em, chị cũng cảm ơn em rất nhiều. Chị đừng có cảm ơn em nha. Em mới là cảm ơn chị đại diện cho Hoa Kỳ về đây. Rồi. Chị đã đón máy bay từ xa xôi nghìn dặm về đây thăm lại quê hương đất nước Việt Nam của mình và thăm lại gia đình của chị. Mong cho gia đình của chị luôn luôn được vui vẻ. Chúc chị về đây được công việc được thành công tốt đẹp. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn. Nếu em có điều gì mà mạo phạm tới chị, rất mong chị Mai Châu cũng tha thứ cho em, bỏ qua cho em ngày hôm nay. Rồi, chị cũng cảm ơn Mai, em hiểu. Dạ, cho em được phép gửi là chị Mai Châu. Chị cũng chúc em luôn luôn là thật lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe nha, luôn được nhưng hạnh phúc nha. Nhưng mà em cũng thưa với chị Mai Châu là hôm nay nhân tiện chị từ bên Việt Kiều về thì em đang có một bà cụ 77 tuổi sống ở ngoài đường mà tới 20 mấy năm rồi mà cụ không có chỗ đi nương thân, không có chỗ đi ngủ và cụ ăn uống ngoài đường mà không có chỗ tắm rửa luôn. Em mong chị Mai Châu cũng giúp đỡ em để em đi em mua những đồ ăn cho cụ. Rồi cụ đang ở bên ngoài quận nhất á. Rồi ở ngoài em... chủ nhà văn hóa thanh niên á. Rồi dạ. Rồi một lát nữa rồi chị qua đó với chị gửi một ít dạ. mua bánh mua quà cho cụ nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi ok em, cảm ơn em.